cảnh các bạn đang thấy là bé rái cá sơ sinh lông mượt tên là Tom vừa mới chết do không có kinh nghiệm chăm sóc của một bạn nữ. Coi cái cảnh này để tôi nói cho các bạn hiểu rõ rằng chúng ta không có nên nuôi rái cá, bởi vì nếu không biết rõ về nó mà mình nuôi, mình tiếp tay cho những người xấu mình mua nó về nuôi là mình làm hại môi trường, làm hại thiên nhiên và hại động vật. Ngoài ra tôi cũng xin lỗi, không phải là lúc nào cũng hỗ trợ các bạn chăm sóc thú vật được. Do hàng ngày bị spam tin quá nhiều từ phone cho đến Facebook, Zalo riết rồi không biết ai gửi cho mình luôn. Nếu mấy bạn không gửi tin xin xỏ thú vật lung tung ăn nói từ lưa hột me thì có lẽ tôi đã đọc được mấy cái tin nhắn quan trọng và có thời gian cứu được mấy con vật sắp chết như thế này rồi. Để quá muộn màng làm cho thằng nhỏ chết luôn nè. Nên làm ơn đừng có nhắn tin vô Facebook cá nhân của Tiêu nói những chuyện vô bổ nữa nha. Mà dành cái cơ hội đó cho những bạn muốn Tiêu giúp cứu động vật quý hiếm để làm việc với khách hàng mới, kiếm tiền thả thú. Xem qua video bạn Trang gửi thì tôi biết được bé rái cá Tôm đã uống sữa Vinamilk kém chất lượng dẫn đến tiêu chảy và cảm phổi khi ngủ trong máy lạnh. Xin thông báo cho các bạn biết luôn, sữa Vinamilk bịch không đường bây giờ dở lắm. Chỉ có cái sữa Dialux cho trẻ em mới giúp rái cá đỡ bị tiêu chảy. Sữa thị trường bây giờ giá nhiều quá rồi. Vì trong các video chia sẻ của Tiêu cho rái cá uống sữa bịch Vinamilk không đường cũng cả năm trước rồi, nhưng gần đây á thì nhiều bạn nuôi rái cá bị tiêu chảy chết do cái hướng dẫn uống sữa bịch này, nên chắc chắn sữa này rất kém chất lượng rồi nhé. Đặc biệt từ lúc sinh ra đời, rái cá sơ sinh phải ở trong hang tối ở nhiệt độ 27 độ C để không bị cảm. Để ý những con vật mà bơi lội giỏi, giống như con người cũng vậy, những người bơi giỏi là họ dị ứng với gió, nên gió sẽ rất dễ làm cho những con vật bơi giỏi cũng vậy, nó dễ bị cảm. Nên những bạn nuôi rái cá trong nhà để máy lạnh và ánh sáng sẽ làm cho rái cá dễ bệnh chết trong vòng 1 tuần. Còn rất nhiều kinh nghiệm về chăm sóc rái cá mà tôi không thể nói hết trong video ngắn thế này. Tôi cũng hoan nghênh những bạn đang cưu mang rái cá sơ sinh để không bị bán sang nước ngoài, và khuyến cáo những ai đang bắt bán rái cá sơ sinh là tội ác. Xin quý vị đừng vì tiền mà làm hại động vật, hủy hoại tương lai của con em mình. Rái cá nó có vai trò quan trọng rất lớn ở ngoài thiên nhiên. Tôi biết mình cũng hết duyên cứu thú vật rồi vì việc hiện tại không đủ điều kiện cho phép nữa. Nhưng tôi hứa sẽ làm hết sức mình để bảo tồn thú quý hiếm cho quốc gia và chia sẻ kinh nghiệm tường tận cho những ai đang bảo tồn các loài vật trong sổ đỏ.